Chim đâu chim? Chim. Quê, quê ý chim, 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 chim ta đâu? Ê chim ta đâu? À ok ok ok, chim tao về rồi. Ok, hello xin chào mọi người. Mình là Kia, thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Lucky Block Battleground. Thì cái game này mình cũng đã chơi qua được một tập rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chơi tiếp cái game này chung với thanh niên Vami. Ok, giới thiệu đi cu. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Hôm nay mình sẽ chơi Battleground chung với lại Kia. Thì cái này mình mới chơi thôi. Ok, thì bây giờ tao mới thấy gì không? Thấy gì? Thấy quyền yêu quái nó cưỡi quyền cái chổi 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 thần nó bay lên trời nhìn tiếp là có cả thấy thằng khoé đấy. Ok, lụm mày đụng vô block đi, đụng vô block rồi bơ. Au, đứa nào giết tao vậy? Quy. Mong. Dạ đây là. Ôi cái vũ khí này ngon nè. No. Tôi cầm nguyên cái nhà luôn là sao mày? À, ui chiếc xe luôn. Ấy chết cha. Ôi da. Ôi. The hell, con mua lộn mà vũ khí rồi mày ơi. Cái này lộn, cái lấy lộn vũ khí rồi. Ủa nó kêu tôi reloading. Nó cho mày vũ khí ngẫu nhiên á. Nhanh quá vậy. Ừ, nó cho mày vũ khí ngẫu nhiên á. Bắn sao? Sao đụng vô nó cứ reload hoài vậy? Reload đâu? Ôi mấy thanh niên này sướng ghê, toàn vũ khí ngon không à? Tao vũ khí cùi. Bây giờ phải đợi một phút nữa mới có vũ khí, chứ bây giờ đâu có vũ khí đâu mày. Ôi nó cho mày vũ khí gì vậy? Ôi mày đang cầm vũ khí gì vậy? Cái xe bán bánh hamburger ông nội ơi. What? Có luôn hả? Thôi. Nó quăng cái bánh hamburger ra giết được ai trời. Ôi, này sao chơi? Chết chưa? Từ. Ủa cái này tao là nó đi ngang qua cái hamburger nó sẽ bị cái gì dí theo á. Ok để coi. Yeah, mình được cái cây súng. Ôi, mình được một cái cây gỗ rắn luôn. Ok. Tại sao? Hả? Phải chết rồi mới về lượm súng khác được hay sao? Không. Một phút là nó sẽ cho mày được chọn lại một lần. Đây nè, tao nè. Chết anh đi vào mì, có chết không? Không chết hả? Đi chỗ khác cho mày từ từ. Rắn hả? Bắn phù thủy giùm tao đi, để tao lấy súng rồi. Cao bắn đâu có được đâu, cái gì súng tao là bắn dưới đất mà, đâu bắn lên trên trời được. Rồi. Đây bây giờ mình sẽ ra mình bắn với thanh niên này. Trời ơi, nguyên gấu luôn, cái gì vậy? Ok, yeah, với được một thằng rồi. Trời cái súng này ngon vãi. Một thanh niên nữa. Cái gì một nguyên con gấu thứ lâm mày. Yeah, cửa bò đi. Dạ, cái gì vậy? Đây là gương mặt. Thôi, chạy là thượng sách, từ từ. Oh, man. Ê, mày thấy tao không? Đâu, ê, mày cưỡi gấu hả? Chơi tao trời. Ok, bây giờ mình sẽ mở tiếp một cái hộp tiếp theo. Hiện tại bây giờ là mình coi đủ. Nó ra vũ khí. Ây da, vũ khí gì đây? Cái máy gì? Ây da, vũ khí này đâu có ngon. Nhưng mà cái con Ây, ôi cái con chim. Ôi cái vũ khí của nó vô được trong lòng bảo vệ của tao luôn kìa. Ui ôi, không thể nào tin được. Cưỡi gấu cầm súng đi bắn người ta. À, giống mày ui, rớt xuống núi bây giờ. Ê mày có vũ khí nào ngon không? Mày ra mày hốt giùm tao thằng khóe đi. Chết rồi. Ủa chết rồi hả? Vãi vậy. Chết rồi. Ôi, ôi mấy con chim của nó đúng ba đạo luôn á. Không ra được. Ôi, tao có kiếm mẻ màu ơi. Nhưng gì mà con... sao ra khỏi con gấu rồi đây? Bấm phím bắt bay đi. Không được luôn hả? À bắt bay hả? Bắt bay á, nút xóa chữ đi. Rồi, không được luôn. Ok, yeah, dí được một thằng ơi. Hay quá, cái cậu mày đứng cái cậu đứng canh. Quá được, nó đứng canh, nó làm cậu không thể nào ra được. Bây giờ cậu ra được nè. Yeah, ok, mình có được một cái kiếm rồi. Bây giờ cậu đang có một cái cây mà gọi rắn rất là bá đạo. Kìa. Đâu mày? Đây, con gấu này nó dính theo tao hoài, giờ tao không thể làm gì được hết nè. Ra đây đi, cậu giết cho. Rớt xuống, ăn rồi cứ rớt xuống giật hoài à. Qua đây, cậu giết cho, qua đây. Rồi, leo lên mày, tầng luôn rồi. Mày rảnh quá, mày nhảy đi leo lên trên đó vậy? Nè, bị tuột á. Ở sau lưng nè. Tao thấy rồi. Đợi xíu, tao đang bắt thằng này. Au! Con rắn, con rắn này nó phản bội tao. No! Giết tao đi. Rồi, tao tự chết luôn rồi. Yeah, hay quá, mình giết được nó rồi. Wow! Ê, con rắn này nó cứ giết tao hoài bay. Ôi, thiệt tình chứ. Đúng rồi. Đừng leo lên nó nữa nha trời. Yeah, hay quá. Rồi, lụm súng là từ đầu, reset nhân vật lụm súng là từ đầu mới ok chứ. Hên vãi. Bây giờ là mấy thanh niên này đang đứng ở trên này làm cái gì đây mình cũng không biết nữa. Ok, cái súng gì đây?
ra rồi. Cá đang núp ở trong nhà nè, cá chưa có ra, đợi xíu, đợi xíu. Ai súng băng hay quá. Thằng khác nó cầm súng lại chơi tao mà, nó cầm kiếm lại đánh tao mày. Chết cưng rồi. Ok, bây giờ là tao có nguyên cái dạng cấp độ nè, bây giờ tao chạy. Giết chết thằng Bobby. Sao con gắn không có cắn nó? Ôi man, mất cái cây súng của tao rồi. Súng băng, súng băng. Holy shit. Không thể nào tin được. Mình phải giết thằng Bobby mới được. Hai thằng này hốt tao nè. Ê da, nó đưa mình cây súng gì đây? Mình cũng không biết cây súng gì nữa, khổ ghê ấy. Rồi. Đưa mình cây súng không thể nào mà mình xài được. À đây 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 đây, có một thanh niên nè. Có một thanh niên nè. Ok, ok. Vô đây. Mày đâu? Ra đây. Ha. Đâu, mày đâu? Từ từ. Còn 2 giây nữa đợi tao xíu. Ok. Ta đang ở trên này đợi mày ra nè. Ra đây. Cái bình nước là gì mày? Hả, bình nước gì? Ôi da. Ôi, có đụng vô mày, có đẩy, tao bị đẩy ra giữa luôn rồi. Trời, con hàng rớt xuống vực chết rồi. Ủa chưa. Không, rớt xuống vực này là không có chết đâu. Nhưng mà hiện tại giờ tao ra cái ngoài này là tao khá là lo lắng. Wait. Ơi sao lại xuống bắn băng hoài vậy? Mày à con. Yeah, giết được thằng Bobby rồi. Ôi, vậy tính là nó tạm thời nó không có rút máu nhiều mày ơi. Thì đúng rồi, cái đâu bị mất máu đâu. sướng. Trời, ủa kỳ vậy, vậy là phải đóng băng xong mà cầm kiếm chém nữa hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà sao nãy tao giết được mày hay vậy? Ủa. Ê, tao có được cái này là cái gì ta? Cái hồi nãy mày chơi á, cái súng đầu tiên của mày vô á. Cái súng mà bắn ra cái bánh hamburger hả? Ừ. Vãi lực. Cái súng đúng tục luôn á. Để coi ra món nào đây, món nào hay coi. Mày đâu, mày ra chưa? Tự mày. Ủa, nó đưa cao toàn cái vũ khí bá đạo luôn, tao không biết chơi sao luôn ấy. Chạy nhanh sao? Cái này chạy nhanh được không? Cái nào? Không có chạy nhanh. Này có hành nhanh ghê vậy. Tao, tại vì nó cho tao nguyên cái giày chạy nhanh mà. Em hâm mộ anh lắm, lại đây anh chém cả đi. Quá dạ. Hú hồn. Em hâm mộ anh lắm kìa. Quá dạ, trời ơi. Ý da, cây vũ khí bảy màu. Ê, ôi thanh niên đâm len. À lộn, đâm lén. Ôi thứ gì á. Ôi thiệt tình chứ, thanh niên đâm lén. Trời ơi, nó chạy nhanh như vậy. Vãi thật. Tại vì nó, tại vì hình như là cái vũ khí của nó có một vài vũ khí là nó sẽ cho mày có độ chạy hay sao đó. Ừ, tao giết được nó rồi. Ôi, ở đây có nguyên con gì nè. Hay vãi. Con thú nuôi con báo, có nguyên con báo luôn phải không? Ê, tao có cây kiếm pizza nè. Lại đây, có chém thử coi. Thôi dẹp đi. Không, có chém thử coi nó làm sao. Đây. Đứng yên. Chém mày nè. Ôi, cây kiếm mày mạnh chứ vậy? Con chém hả con? Ôi, cây kiếm gì một thọt một là nó chết luôn rồi. The hell. Nè, ghét nè. Chanh ngắt rồi. Trời, cây kiếm con ghét mạnh hơn luôn mày. Nó chém nó cái đi luôn mày. Mày xạo hả con? Kệ, giết được mày là vui rồi. Đợi xíu nha, lên được 10 phút á là sẽ cho mày cái nó sẽ mở phá cái tiếp theo á. Thôi xuống mới, ra đây mày. Cái gì vậy? Tiêu Lâm. Cây kiếm gỗ vậy. Ê, uy, thằng ghét, ôi nó làm cái gì vậy? Trời, mày thấy gì không? Thấy. Cái vũ khí của nó bá đạo lắm á, đừng có đùa. Đây, quay uy, nó bắn. Đợi xíu. Để coi bây giờ mình muốn ra lại cái cây trượng mà gọi rắn á. Ồ, mình bắt đầu thích cái cây trượng gọi rắn rồi đó. Cây trượng đó là đúng bá đạo luôn. Trượng rắn á hả? Ủa, cây này cây gì đây? Mấy nãy chạy nhanh quá mày ơi. Ủa, cây này là cây gì? Ồ, what the hell. Trời ơi, chết ngắt luôn thằng ghét, mày giết ghét giùm tao ơi. Cái súng nó bắn thấm quá. Cá đang bắn nó nè, nhưng mà cá không biết phải giết nó sao nữa nè. Rồi mày giết nó chưa? Rồi thấy nó đang dí mày kìa. Có, tao đang chạy vô nè. Nhưng mà hiện tại giờ cái cây súng của tao nó khá là cùi bắp. Rồi nó biến hình được luôn, cái súng nó biến hình được. Được chứ, biến hình được mà. Hiện tại bây giờ cái cây này cùi bắp quá, nó đưa còn cái cây cùi bắp không à, làm sao có chơi. Kha kha, tao có đồ chơi mới. Đâu đồ chơi gì? Không phi tiêu. Ok, có được 10 phút rồi nè. Tao mở được cái bên luôn rồi. Phi đao đây. Ôi, oh man, đưa ngay cái nỏ. Lắc quá, cây này lắc quá. Ok, yeah. Hốt sát thằng niên Bami. Ui, con chim đâu ra vậy? Ui, mũi tên xuyên đầu luôn chứ. Mày à con. Ôi, thanh niên này hên. Ôi, nãy giờ không thèm chết luôn rồi. Ô, thiệt tình. Ây da, đau, từ từ. Yếu quá à, cây này yếu quá à. Thôi, đi chỗ khác chơi. Ôi, cái cây nỏ tao mới gọi là yếu nè. Mày à con, mày à con, mày à con. Cái gì mà bắn vô đầu tao dính cứ ngắt vậy?
Tao, tao, cậu đang bắn mày đấy. Đấy, cậu đang bắn mày đấy. Ok, ok, thanh niên Mami sắp chết rồi, thanh niên Mami sắp chết rồi. Ui. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Anh nghĩ anh chạy được đi đâu. Chạy đi đâu, ồ oh, nó ăn bữa cơm đầy mình luôn cơ. Ok, ok, yeah, chết thằng Mami ơi. Ôi, hay quá, dưới đường thằng ơi. Bây giờ mình vô mình sẽ lấy cái vũ khí khác mới được. Tao không thể tin được luôn á. Tin gì? Cái cây phi tiêu của tao á, tiểu lý phi tao á. À cùi như quỷ vậy á. Gì đây, con này con gì đây? Ok, oh, why? Sao mà không, sao mà không có nổi một cái cây vũ khí nào ngon vậy trời, toàn cây vũ khí gì đâu không à. Thiệt tình. Trời ơi, con chạy xe máy qua đây chứ. Ê, nó cửa chổi quá kìa. Nó cửa chổi thôi chứ phải chạy xe máy đâu. Làm mình có xe máy tao nhìn lộn ba. Chơi, chơi, chơi nhìn lộn mấy. Bóp nó, ghét, ghét, ghét. Ta đang bắn nó nè, ta đang bắn nó nè. Ta đang dùng nỏ có bắn nó nè mà không biết có trúng không nữa. Nhanh dữ vậy. Ê, thằng khét. Ôi, cái vũ khí này của nó đúng ngon luôn. À, ok, có dưới được nó rồi. Yeah, hay quá. Ơi, gặp mày nữa hả? Xây đâu cũng gặp mày trơn vậy. Mày đứng ngay kế bên tao luôn mới chịu chứ. Cầm kiếm ra bắn mày. Mày vậy con, mày vậy con. Ơi, sao kiếm giống nhau vậy? Ơi, sắp chết rồi. Ơi, 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 thanh niên sắp chết, thanh niên sắp chết, thanh niên sắp chết. Yeah. Mất nết dễ sợ luôn. Vãi nữa. Có còn lụm tàn cái gì đâu không à? Ok, ok, bây giờ là ca sẽ vô ca lụm cái vũ khí khác. Ui, 60 phút. Ở đâu? 30 phút. Ồ, có vẻ như là tao được 6 cái vũ khí rồi đó. Mày được vũ khí nào vậy? Ủa, cái này. Đúng măng rồi, đúng măng rồi, đúng măng rồi. Ủa, cái này là gì cả? Ủa, này là phóng hả? À, ok, này là phóng thôi chứ không có gì hết á. Ồ, cái này ôi, ngon nè. Nãy giờ toàn vũ khí cùi không mày ơi. Tao là nó đưa tao vũ khí gì tao cũng không biết đường là tao cũng biết gọi này gọi là vũ khí gì luôn á. Ở trước con nhân vật của tao nó có cái thanh gì á, giống như tao bị đang bị đơ hay gì á. Ok, cha cái vũ khí này có vẻ như khó chơi nè. Ôi ôi ôi. Ôi hú hồn. Ôi 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 cười cười chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó. Ai da cả bị đóng băng ơi. No. Ôi chết luôn chứ phải đóng băng nữa. Chết đi kìa ơi. Vãi thật, tao chết rồi đó, mày muốn gì nữa? Vui chứ sao? Rồi, mở hộp ra lấy vũ khí mới ơi. Trời trời ơi trời, đi quýnh lộn mà lấy cái bàn làm việc ra làm gì trời. Hả, cái bàn làm việc đâu? có cái bàn nữa, đúng tục luôn mày. Trời ơi, cái kiếm hình cái bánh sandwich nữa chứ. Ồ, có được, ý có được một cái kiếm gì nè. Wow. À, bây giờ đi kiếm tao tiểu lâm nữa kìa. Ê, cái kiếm này bá đạo nè, cái kiếm mà nó chói ra nguyên đường luôn nè. Mày đâu? Xì. Yeah. Ôi, tao hốt xác mày đi luôn kìa. Ây da. No. Ôi, chết luôn rồi. Ôi, cái cây đó, cái cây đó, cái vũ khí đó nó bá đạo dữ vậy ta. Ôi, vũ khí đó đúng bá đạo luôn á. Ôi, mình muốn có vũ khí đó nhưng mà không biết sao á. Thật xui mà cũng. Vậy là cái game này là cái game Battleground mà thiên hạ hay đồn phải không? Ừ. Hiện tại giờ còn mười mấy giây nữa. Ok. Mười mấy giây nữa là lúc đó tao mới có cái vũ khí tiếp theo. Đừng cho vũ khí cùi nữa nha, trời trời ơi, sao ra cái nãy hoài vậy? Yeah. Gì vậy? Mà yeah gì vậy? Được khẩu súng thời Trung Cổ. Ê, ý tao có con rồng kìa. Với lại cái móc. Ôi, có con rồng kìa, ôi, tao có con bét. Yeah. Ok, mình đã có được một con bé rồi. Con bé này. Au. Oh, thanh niên này chơi đếm thúi. Trời, ai cắn lấy sau lưng chết ngắt rồi. Kè, cả thấy kìa. Ôi, bỏ đi gái ơi. Ôi, cái thằng này nó cầm nó cầm vũ khí khiếp quá. Hả? Không. Ê, cái con rồng của tao mất rồi. Tao mất con rồng luôn rồi. Tao bị mất bé rồng rồi. Buồn. Bé rồng được không ơi? Bé rồng của tao mất rồi. Nuôi tao cho tao ăn được ngày nào không mà bé rồng của tao. Mày đâu? Nè. Mày ơi cái vũ khí kia bá đạo lắm. Không chơi được. Ôi cái vũ khí đó đúng bá đạo luôn. Mình mà lại gần là mình sẽ chết liền luôn á. Sao ở trước ngực tao nó hay có cái cục gì ta? Yeah. Ấy da, tao bị mất bé rồng rồi. Một thanh là kiếm thường, một canh là kiếm đỏ. Vô chơi mày. Đợi xíu để tao trời, nghĩ sao nó đưa mình ngay cái móc, hai cái móc này không biết làm ăn gì nữa. Ê, tao có con gấu luôn nè, nhưng mà tao không xài.
Lên đi, lên gấu đi, lên gấu đi vui lắm. Thôi thôi bỏ đi, bỏ đi. Ra đây, ra đây, ra đây. Đây nè, ta nè, sau lưng mày nè. Kiếm mày. Mày á con, mày á con, mày á con, mày chết thằng nhỏ rồi, chết thằng nhỏ rồi. Yeah, giết được thằng Mami rồi. Cái gì vậy? Ôi, ơi vũ khí gì vậy? No. Ô má ơi, vũ khí gì bá đạo vậy? Ôi vũ khí gì? Áo, ơi nó chạy nhanh quá. No, no, no. Yeah. Ôi hú hồn. Ủa tao thấy mày rã xác mà sao kỳ vậy? Ơ, chưa, tao còn sống, dễ gì chết. Ủa kinh dị thiệt chứ. Kinh dị gì? Chuyện nào ra chuyện đó chứ làm sao mà kinh dị được. Mày đâu, ra đây. Tụi mày, để lấy vũ khí đó. Hiện tại giờ có một thằng vũ khí nó khá là bá đạo nên là chưa thể nào có giết được nó nè. Bây giờ nó không thể nào mà nó đưa ra được một cái kiếm nào gọi là ngon cả. Kiếm cùi không? Vũ khí cùi không? Vậy trời. À, ok, đây có vũ khí nào ngon không? Mày ra đây. Ờ, men không được cái vũ khí nào ngon vậy? Đùa nhau à. Mày ra đây. Đâu mày đâu? Thử vũ khí. Ê ê ê ê, bỏ. Vũ khí đó tao không có chơi. Thì tao cũng chưa biết chơi mà vô đây. Có cái trái đất nữa mà tao chưa biết xài nè. Trái đất sao? Xài thử đi. Ra thử rồi. Kệ đi mày. Đó, không, mém là bị gà hàng rồi. Thanh niên ba mì này điếm thúi. Vô đây. Ủa đang gài quá. Mày hả con? Mày hả con? Mày hả con? Kệ đi mày. Xài ơi. Trời, nó gài đạn lâu quá mày ơi. À, còn 13 giây. 11 giây nữa, 11 giây nữa, đợi xíu, 11 giây nữa. Ủa trái đất làm gì vậy? À, mày cầm trái đất làm gì vậy? Biết chết liền luôn á. Mày hả con? Thôi dính ngay cái mặt rồi. Nhưng mà mày không mất máu. Ờ à, mất rồi kìa, mất rồi kìa. Ơi no no. Ôi mém chết, mém chết, mém chết. Ôi hú hồn. Đợi xíu. Tao có được cái vũ khí mới rồi. Sao min? Ui ui, né ra. Ồ, vũ khí gì vậy? Ừ. Ê tao có nguyên cây xà beng luôn nè. Ôi, what the hell, vô đây làm gì không biết nữa. Lâu vậy. Mày quất kia giùm tao đi. Cái này lâu quá. À. Mày hả bưởi? Ôi ơi ơi. Mày hả bưởi? Mày luôn. Chưa chết luôn rồi. Trời. Vãi là tao cũng giết được mày mà. Ok, 20 mấy giây nữa. Trời ơi. Bây giờ tao không có được cái vũ khí nào luôn nè. Ở nó được. Kia tao có một cái kiếm Minecraft nè cô. Kiếm Minecraft hả? Đầu. Kiếm gỗ hay kiếm gì? Tao có một con robot đi theo tao. Kiếm màu gì? Kiếm hình tiểu lâm lắm. Không, kiếm màu gì? Biết chết liền á, trắng xanh. À trắng xanh hả? Kiếm Dynamite ấy. Kiếm kim cương ấy. Ủa sao con robot nó không đi theo tao? Rồi. Xin lỗi đời quá nhỏ, robot nó ở nhà nó giữ của nè. Hô hài dễ sợ. Mày ra đây mày. Đợi xíu, tao đang lấy vũ khí. Tao chơi kiếm, mày đừng chơi súng với tao nha. Hả? Tao có con rồng nè. Mày đâu? Ôi, bị văng ở cửa luôn. Ủa mày đâu? Tao nhảy vô nhà. Ây da, con rồng này. Ôi, con rồng này mém nữa, nó đẩy tao xuống giật luôn kìa. Ôi, điếm thúi. Con rồng đi kế bên tao mà điếm thúi. Ra đây mày. Ôi, cái kiếm lửa ghê vậy. Yeah, hay quá, mày giết được rồi. Mạnh quá. Làm gì mạnh? Ôi, cái này nó cũng nguy hiểm lắm nè. Yeah, giết được nó không? Ok, mình giết được nó rồi. Cái thằng này là cái thằng mà mình thù nhất luôn nè. Ôi, cái thằng đó là mình thằng mình thù nhất luôn á. Ok. À, bây giờ mình sẽ đi vô lấy tiếp cái vũ khí tiếp theo. Ra đây mày. Mày đâu? Đợi xíu, để coi vô. À, 10 giây nữa. Đừng, ê, coi từ, đừng có vô. Tao không có vũ khí, tao đi về lại. Vãi đâu. Ôi, thanh niên này đúng ghê luôn. Đi vòng, không hiểu gì luôn. Mày ngựa hả? Con này con gì vậy? À hả? Con cừu hay con chó vậy? Tao có con chim mà nè. Nhanh luôn mày. Oh. Yeah. Ôi. Nhưng mà này xài sao? Au, rớt rồi. Oh man. Hay thì cần chứ. Ôi con này đi kỳ mày. Đâu mày, nó đâu? Đây nè. Không có quẹo quanh gì được á, mày giết tao đi. Ôi có đi quá à. Mày đứng yên mới giết được chứ. Ây da, mày chạy đâu vậy? Mày làm con rớt xuống dưới rồi kìa. Ai biểu khôn chi rớt xuống dưới đáng chịu. Mày đâu? Ra đây, đứng yên đi coi giết chưa. Có thằng khác giết tao rồi. Vậy hả? Vậy để coi giết thằng kia. Rồi, giết đi. Ok, trời ơi, cái kiếm này mạnh mày, có chém hai phát là nó chết rồi.
cho cái đồ good. Ngon xíu. Trời ơi trời, nó cho tao nguyên cái vợt tennis luôn ông nội ơi. Có cái đồng hồ. Ôi đem đồng hồ vô tao bị gì tao biến à. Đâu mày đâu? Ồ đem đồng hồ tao biến là đủ thứ người hết mày. Ra đây ra đây ra đây ra đây. Hì, ôi ơi, mày cầm vợt làm cái gì vậy? Ôi quá nè. Tao biết tao chết liền luôn á. Ôi, cầm vợt đi quýnh luôn á. Ôi lầy vậy. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình lấy kiếp cái vũ khí. 25 giây, 25 giây. Ôi, ôi, what the hell, cái kiếm gì vậy? Tao toàn kiếm cùi không mà, trời trời, cái gì nó chạy như cái máy vậy? Trời. Chạy kinh dị hay chứ? Đâu mày đâu mày đâu? Có fan đứng ngay trước cửa nhà chờ, trời hai người luôn chứ. Rồi, rồi một thằng đã chết. Nó xuống nhật luôn rồi. Hay, tuyệt tình. Hai đứa nó tự chém nhật, nó xuống nhật luôn rồi. Ôi, chim đâu chim? Quê ý chim ta đâu? Ê chim ta đâu? Chim ok, chim tao về rồi. Chim ở trong quần nó hỏi tào lao. Ok, ê, ôi cái con này, mày á con tao phải giết mày mới được. Tao phải giết mày. Yeah, giết được rồi. Hay quá, con chim nó chưa chết. Tao giết mày luôn. Woo! Yeah. Ở phải chết luôn rồi. What the hell? Oh man, thì cần chứ. Rồi dừng clip này ở đây đi cô. Clip này dài rồi đó. Tụi tao mày ra lụm cái súng, tao mới lụm được cái kiếm đẹp mày kêu tao dừng là sao? Đi ra đây. Đi ra đây mày. thanh niên điếm thúi, mình phải giết nó mới được, mình phải giết nó mới tâm phục khẩu phục. Mày đâu mày ra đây. Chém. Chết thằng Vami rồi, hay quá nó chết rồi. Thì mình quéo rồi. Thì mình với Kia sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì bạn nào thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh channel của mình và Kia để nhận nhiều video mới rồi. Trời ơi. Bye mọi người.